chiều ngày 29 tháng 6, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Long Bình đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Long Bình, nhiệm kỳ 2022-2027. Trên tinh thần tập trung dân chủ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Long Bình đã bỏ phiếu bầu bổ sung anh Trần Văn Mến giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Long Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu đạt 100%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Long Bình chúc mừng và mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Trần Văn Mến cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ nhận thức, đoàn kết cùng tập thể ban chấp hành, phát huy năng lực lãnh đạo, đưa phong trào đoàn đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Long Bình nhấn mạnh, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn cần tập trung thực hiện có hiệu quả các công trình phần việc trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2022, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực đóng góp công sức xây dựng thị trấn Long Bình ngày càng phát triển văn minh đô thị.